buồn. Ông thương đã đi qua rồi. Thôi nha ông, mấy bữa nay mới đưa bạn trong ký túc xá gặp hoài á. Trời ơi, ghê lắm. Trời ơi, ma cỏ gì, lo đi học đi, trễ rồi kìa. Thầy đi được có mệt không? Chào thầy ạ. Thôi thầy nghỉ ngơi đi, giáo viên trẻ mà chịu về trường công tác là tốt lắm đó, cố gắng lên. Dạ vâng. Qua Vũ. Trời ơi, qua qua đây nè. Nhanh lên. Xin qua lại đi. Cái gì trời? Xích vô. Thôi, kéo Vũ vô coi. Rồi rồi, 2 3. Mặt Vũ sao méo xẹo vậy? Xấu dễ sợ. Dễ thương mày ha. Thôi 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 thôi, không chọc bạn nữa. Buổi tập hôm nay rất tốt. Cảm ơn em Tường Vi. Em về lớp của mình đi. Thầy cho Vi lên lớp với tụi em không người thầy? Vi ơi, em đừng có về. Ở lại học chung với tụi em vui hơn. Ước gì mình là chú rể của cô dâu Tường Vi ha. Đúng rồi thầy, đổi vai thầy. Đổi vai thầy. Thôi em về lớp đi. Tụi nay nó cắn là em dạy liền. Vỗ, đưa Vi về lớp kìa. Yeah. Dạ em chào thầy. Chào mấy anh khóa 7, sinh viên khóa 9 đi về ạ. Nữ sinh khóa 9 ngoan hiền quá đi thôi. Thôi thôi thôi, không chọc bạn nữa. Giống như em vậy, Tường Vi.
Xin chào các em. Điện, nửa đêm tụi bay có nghe thấy gì không? Không, tao có nghe gì đâu. Đúng như heo á, tao nghe nè, tiếng guitar ở trên lầu nữa đúng không? Nghe rùng rợn lắm. Tiếng guitar, tao sợ quá, đêm qua mất ngủ luôn. Quá đi, hai người như tân lang tân nương vậy. Vũ, cô cha bà lớn nhiều quá. Anh Vũ tội nghiệp lắm, mẹ anh mất năm ảnh 13 tuổi, ba ảnh thì phải đi làm ở Tây Bắc. Đã 10 năm rồi, ba mới đến cổng trường đón con. Bà xin lỗi. Chắc Phi cũng nhớ ba Phi lắm đúng không? Nghe anh nói đi Thủy. Anh nói cái gì nữa? Ngày xưa anh nói là anh đã có vợ con, rằng anh phải quay về với gia đình. Rồi bây giờ lại xin lỗi tôi. Anh ích kỷ quá. Yeah,
không có anh, mẹ con tôi vẫn có thể sống tốt. Mẹ con tôi không cần tiền trợ cấp của anh. Anh còn nợ em. Anh về đi. Công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều em. Anh còn nợ em. Dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, có sông em đêm. Anh còn nợ em. Chim về núi nhà, trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Mẹ tôi nói tôi có nụ cười của ba, một nụ cười hiền hòa làm tan biến u tối trong mẹ. Hóa ra ba tôi vẫn ở đây, chung một thế giới với tôi. Hóa ra nước mắt mẹ chảy ngược vào trong để cười với tôi mỗi ngày. Tú hay chọc nhìn tôi và Vũ giống nhau lắm, nghĩa là có Tú phu thê. Ừ thì chúng tôi cũng đã là cô dâu chú rể, nhưng hóa ra đó chỉ là vở kịch. Anh em thì sao mà lấy nhau được. Em có biết ý nghĩa của hoa tường vi là gì không? Em chỉ biết hoa này là một loại dây leo. Hoa có thể leo mặc cho mình có thân hình bé nhỏ, nhưng bên trong thật mạnh mẽ. Hoa vươn cao hướng tới ánh sáng, giống như em vậy tường vi. Tuổi hồng thơ ơi, từ mái trường ấu thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn. Nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi dành cho em. Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa lược hẹn, mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi. Em vội ra đi không giá từ, tháng năm vẫn trôi dần qua, tôi chờ tin em. Khi biết tin em rồi, lòng tôi bỗng sẽ thắt lại, và khi tiếng chuông giao đường chợt ngân nga sẽ hóa dừng lại. Em làm cô dâu mặc áo hồng, sánh vai bước đi bên chồng, mình tôi đơn côi. Tuổi hồng thơ ngây từ mái trường, ấu thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi một nỗi buồn. Nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi dành cho em. Xưa chúng ta chung trường, cùng nhau kết hoa lược hẹn, mà nay bỗng em lại bỏ quên hoa, quên đi tình tôi. Em vội xa đi không xa từ, tháng năm vẫn trôi qua dần, tôi chờ tin em. Khi biết tin em rồi, lòng tôi bỗng sẽ thắt lại, và khi tiếng chuông giao đường chợt ngân nga sẽ hóa dừng lại. Em là cô dâu mặc áo hồng, sánh vai bước đi bên trong, mình anh đưa cô. Tuổi
Quầy hồng thơm ngây từ mái trường, ấu thơ đã đi qua rồi để lại trong trong tôi đã phai mờ. Giờ em bước đi theo trong mình tôi đơn I'm sorry.